Thưa quý vị, như trong phần đầu tiên của bản tin tối nay, chúng tôi đã tóm tắt các nội dung nổi bật trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ 12 giờ đêm nay, tức là 0 giờ ngày 1 tháng 4. Thông tin này khiến dư luận xôn xao khi chưa hiểu đúng về việc thực hiện cách ly toàn xã hội. Liên quan nội dung này, chiều hôm nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định việc thực hiện cách ly xã hội không phải là phong tỏa và cấm hoàn toàn người dân đi lại. Các cơ sở sản xuất tự quyết định việc hoạt động sản xuất và tự chịu trách nhiệm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc cách ly toàn xã hội là hết sức cần thiết, nhưng cần phải có phương án không để dân đói, dân khổ trong và sau dịch. Nhấn mạnh việc đảm bảo an sinh xã hội cần thiết, Thủ tướng đề nghị các địa phương cân đối nguồn lực không để tình hình xấu rồi mới đặt vấn đề, đảm bảo đủ lương thực không để dân đói, dân khổ. Trong vấn đề an sinh xã hội có cái việc rất quan trọng mà tôi xin nói lại trong cái tình trạng mà chúng ta xử lý vấn đề tiền khẩn cấp đang diễn ra ở nước ta, đó là đảm bảo hàng hóa, lương thực thiết yếu cho người dân. Bộ Công Thương, đặc biệt các địa phương như Hà Nội cũng đã làm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm, đó là có một cơ số dư giả cho các địa phương để đảm bảo giá cả, chất lượng, cung ứng, đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân, không để người dân quá khó khăn. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ bàn về an sinh xã hội cho người dân vào ngày 1 tháng 4 tới. Trước hết là đối với người thu nhập thấp, trên tinh thần là ngân sách trung ương và địa phương cố gắng hỗ trợ, mức và đối tượng cụ thể sẽ được thảo luận tại phiên họp Chính phủ sắp đến. Bộ Công Thương khẳng định trong thời gian cách ly toàn xã hội, siêu thị vẫn hoạt động, xe vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp vẫn được lưu thông hoạt động bình thường sau khi có chỉ thị cách ly toàn xã hội được đưa ra kể từ 0 giờ đêm nay. Đó là khẳng định của ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương trong cuộc phỏng vấn chiều hôm nay với phóng viên VTC1. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, là với chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu người dân hạn chế di chuyển, cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, Bộ Công Thương đã có kế hoạch như thế nào để đảm bảo lưu thông hàng hóa? Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Công Thương đã trực tiếp yêu cầu các địa phương xây dựng cái phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cũng như là bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, và theo đó thì các địa phương đã gửi các phương án về Bộ Công Thương, và mỗi một phương án thì được yêu cầu là phải chuẩn bị sẵn sàng cái nguồn cung của 13 mặt hàng thiết yếu theo yêu cầu của Bộ, ví dụ như gạo, dầu ăn, mì gói, gia vị, nước chấm, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả. Và về cơ bản thì hiện nay tất cả các địa phương đã đều gửi cái phương án về cho Bộ Công Thương, và chúng tôi đánh giá là các cái phương án mà các địa phương chuẩn bị cũng tương đối tốt. Đồng thời là các địa phương cũng phải tính toán được nhu cầu hàng hóa thực phẩm đối với 13 loại hàng hóa thiết yếu nêu trên, và trong cái bối cảnh dịch bệnh mà diễn biến phức tạp, và khi mà nhu cầu dịch bệnh có thể tăng từ 20-30%, thậm chí cao hơn, thì số lượng nguồn cung cần phải đáp ứng thế nào, các địa phương phải có con số cụ thể để sẵn sàng chuẩn bị nguồn hàng với một cái danh mục các cái doanh nghiệp phân phối sản xuất và với cái số lượng cụ thể để cung ứng cho nhu cầu của địa phương. Thế còn đối với Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng tính toán nhu cầu của cả nước, nguồn cung của cả nước, và đến nay thì mọi phương án đã cơ bản đã sẵn sàng. Chúng tôi có phương án trên phạm vi cả nước với số lượng nguồn dự trữ, doanh nghiệp tham gia cung ứng phân phối cụ thể, và chúng tôi đã xây dựng một cái bản đồ hàng hóa gồm có tổng kho, nguồn hàng, hàng ở đâu, doanh nghiệp nào cung cấp như thế nào cho 13 mặt hàng thiết yếu, và đối với từng phương án, và bất kỳ một địa phương nào nếu thiếu hàng thì Bộ Công Thương sẽ có vai trò điều hàng từ nơi khác để hỗ trợ cho địa phương. Thưa ông cho biết là hiện nay thì các nhà sản xuất cũng như là phân phối thì đã chuẩn bị như thế nào? Ông có thể nêu ra một vài con số cụ thể được không ạ? Bộ Công Thương thì đã chỉ đạo tất cả hệ thống phân phối luôn sẵn sàng đảm bảo nguồn cung, phục vụ nguồn cung và phục vụ tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Tôi nói ví dụ như là đối với mặt hàng gạo thì hiện là cái lượng gạo dự trữ để cân đối cho tiêu thụ trong nước tại các doanh nghiệp kinh doanh lương thực lớn, mà trong đó bao gồm có hai cái doanh nghiệp lớn là Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và Tổng Công ty Lương thực miền Nam là khoảng 600-700 ngàn tấn, chưa kể là lượng gạo dự trữ quốc gia khoảng 300 nghìn tấn và lượng tồn trong dân. Hay ví dụ đối với mặt hàng thịt, trứng thì nguồn cung mà chúng tôi có được từ các cái doanh nghiệp để chuẩn bị từ các cái cơ sở chăn nuôi, trang trại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên cả nước thì tổng cái lượng mà phục vụ sẽ là khoảng 5,5 đến 5,8 triệu tấn thịt, 14 tỷ quả trứng, 8,5 triệu tấn thủy hải sản, và như vậy thì cũng tổng nguồn cung là cũng đáp ứng hoàn toàn cho các cái doanh nghiệp để mà cho các phục vụ cho nhu cầu của người dân. Hoặc ví dụ như mì ăn liền thì hiện là các địa phương đang dự trữ khoảng 500 triệu gói mì tại các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng cung cấp cho thị trường. Thì ngoài các cái nhà máy sản xuất lớn như Masan, Acecook cũng đang liên tục sản xuất mì hàng ngày để đáp ứng nhu cầu cho người dân với công suất khoảng 10 triệu gói một ngày. Vâng, với sự chuẩn bị của cả ngành công thương và các doanh nghiệp như ông vừa chia sẻ thì ông có thể khẳng định là đủ nguồn cung ứng hàng hóa trong đợt là thời gian mà cách ly toàn xã hội. Và ông có chia sẻ gì với những người dân trước những tâm lý lo lắng muốn tích trữ hàng hóa hiện nay thưa ông? Tôi khẳng định nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân là đáp ứng đủ cho người dân tiêu dùng, và các hệ thống phân phối cung ứng đã được yêu cầu nguồn hàng và sự chuẩn bị của các địa phương thì có thể khẳng định là người dân không cần thiết phải tích trữ quá nhu cầu tiêu dùng cần thiết, mà hệ thống phân phối cũng như các địa phương cũng đã chỉ đạo, kể cả hệ thống phân phối tại các địa phương, là luôn đảm bảo phục vụ cho người dân tiêu dùng. Chính vì thế tôi khuyến cáo người dân cũng không cần thiết phải mua quá cái nhu cầu mà không cần phải tích trữ một cách quá mức. Xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn với VTC. Ngay sau thông tin, từ ngày mai mùng 1 tháng 4, cả nước sẽ cách ly toàn xã hội 15 ngày. Trong chiều ngày hôm nay, 31 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hiện tượng người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm, nhất là mặt hàng gạo và mì để tích trữ. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. Khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội, thành phố cũng đã lên phương án. Theo đó, nguồn nhân lực, vật lực tại các cơ sở y tế đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn cũng được cung ứng đầy đủ, dồi dào. Dự trữ thực phẩm ít nhất là 6 tháng. Và thành phố đã chỉ bảo là chuẩn bị đủ 1 năm các mặt hàng thiết yếu qua cái liên hiệp hợp tác xã chúng ta, cái công ty. Vấn đề thực phẩm đảm bảo 6 tháng đến 1 năm. Đất nước chúng ta không có cấm ra ngoài. Đến nay vẫn đi lại bình thường. Đất nước chúng ta không có quá tải bệnh viện. Trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi tin nhắn đến 12 triệu thuê bao di động trên địa bàn với thông điệp này để người dân thành phố yên tâm, không tụ tập đông người và không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trước chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, ngay trong chiều nay, Bộ Giao thông Vận tải đã họp khẩn để tiếp tục đưa ra những yêu cầu mới về việc vận tải. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ là Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì tại cuộc họp chiều nay, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các hãng hàng không dừng vận chuyển khách đến Việt Nam kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4. Việc dừng bay không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và các trường hợp đặc biệt. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các hãng hàng không chỉ được khai thác vận chuyển hành khách một số đường bay nội địa với tần suất một chuyến một ngày trên các trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội. Riêng đường sắt chỉ chạy 2 đôi tàu thống nhất Bắc Nam, và đường bộ dừng toàn bộ xe khách hợp đồng, xe du lịch cũng như xe tuyến cố định cự ly ngắn về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin khác chúng tôi cũng vừa bổ sung đó là Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 dừng vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Và đối với đường sắt tạm dừng hoạt động tàu khách địa phương, tàu thống nhất Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ hoạt động tối đa một đôi tàu chạy trong một ngày. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tiếp theo từ cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải về những phương án mới trong vận tải. Và với những nội dung vừa đề cập trên đây thì chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh lại một lần nữa. Đó là sau khi Chính phủ ban hành lệnh cách ly toàn xã hội, người dân vẫn được ra khỏi nhà, mua hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống. Ngành công thương cũng khẳng định đáp ứng đủ cho người dân nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá. Người dân không cần thiết phải tích trữ quá nhu cầu tiêu dùng cần thiết.